Anh chàng mèo mướp. Mèo mướp vốn lười biếng và tham ăn. Năm nay mèo mướp lên 6 tuổi, đã học xong lớp mẫu giáo và bắt đầu lên lớp 1. Nhưng trong khi các bạn tíu tít chuẩn bị sách vở cho năm học mới, thì mèo mướp vẫn rong chơi bắt bướm, hái hoa. Đến hôm khai giảng, các bạn trong xóm cùng rủ nhau tới trường. Mèo tam thể tới đánh thức mèo mướp. Meow, mèo mướp ơi, dậy đi học, hôm nay khai giảng rồi. Mèo mướp dụi mắt. Mình không thích đi học đâu. Mèo tam thể đành đi cùng các bạn khác đến trường. Đến trưa, mèo mướp mới ngủ dậy. Đói bụng quá và chẳng có bạn nào chơi cùng, nó ra suối để câu cá. Nhưng mèo mướp ngồi từ trưa đến chiều mà không câu được con cá nào, trong khi bụng đói cồn cào. Bỗng, mèo mướp cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, rồi chẳng biết gì nữa. Đúng lúc ấy, mèo tam thể và cuốn bông đi học về, thấy mèo mướp nằm ngất xỉu bên bờ suối. Hai bạn vội cõng mèo mướp về nhà. Khi tỉnh lại, mèo mướp hỏi: Mình bị làm sao vậy? Tự nhiên mình thấy hoa mắt, chóng mặt, rồi không biết gì nữa. Cuốn bông giải thích: Bạn đói bụng, lại ngồi ngoài trời nắng nên bị cảm đó thôi. Mèo mướp ngạc nhiên quá, vì mọi ngày cuốn bông vốn rất vụng về, vậy mà hôm nay lại có vẻ thông minh, nhanh nhẹn và hiểu biết nhiều điều nữa chứ. Cuốn bông nói tiếp: Hôm nay ở trường, cô giáo gà mái mơ đã dặn tụi mình là không được đi chơi ngoài nắng nhiều, dễ bị cảm lắm. Cô giáo còn dạy tụi mình học chữ và làm toán nữa. Ở trường con có những gì? Đến trường có nhiều bạn mới, lại còn học được bao nhiêu điều, vui lắm. Ôi, đi học hay quá. Nhưng đi học thì có được ăn không, hay phải nhịn đói? Được ăn ngon nữa là khác. Ngon lắm á. Vậy thì ngày mai các bạn nhớ rủ mình cùng đi học với. Được thôi. Và kể từ hôm ấy trở đi, chẳng đợi ai phải sụt giã và nhắc nhở, mèo mướp luôn chăm chỉ đi học cùng các bạn. Càng ngày, mèo mướp càng yêu mến cô giáo và các bạn ở lớp học của mình. Các bạn đừng có bắt chước như anh chàng mèo mướp, vừa tham ăn vừa lười biếng, không chịu đi học nha. Được đến trường chơi vui với bạn bè, thầy cô, thật không gì bằng.